Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Làm Phim cùng Nam Trịnh. Mình là Lân. Mình là Đạt. Ngày hôm nay anh em mình có một cái view mới khá trái. Làm Phim cùng Nam Trịnh đã được 100.000 sub. Cảm ơn anh em. Nhân cái dịp đấy thì anh em mình hôm nay sẽ làm một cái video. Trước hết đó là giới thiệu về cái con gimbal mới này, Jinjun Smooth 5S, con gimbal dành cho điện thoại. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi là điện thoại chống rung rất là tốt rồi, thì chúng ta có cần sử dụng gimbal nữa hay không? Thì đúng là hiện nay thì điện thoại đã có chức năng chống rung rất là tốt. Nhưng mà nếu để các bạn muốn quay một video dài và có độ ổn định cao á, thì bắt buộc các bạn cũng vẫn phải dùng gimbal. Chẳng hạn gần đây mình có xem một số cái video viral trên mạng ấy, người ta sử dụng những cái động tác máy rất là mượt và rất là dài, thì mình biết là người ta sử dụng gimbal để làm cái việc đó. Ok, thì hôm nay anh em mình sẽ hướng dẫn các bạn quay những động tác đó bằng cái gimbal Smooth 5S này. Đối với cái cây gimbal này á, thì nếu mà để nói đây là một gimbal điện thoại thì với em nó có kích thước khá là lớn. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ có được cái sự đầm lúc mà mình sử dụng, tức là mình đi nó sẽ đầm tay hơn. Những motor này nó cũng khỏe, thì để cân được những cái điện thoại mà có kích thước lớn. Nên em nghĩ là hãng Jinjun nó sẽ nhắm tới những người mà quay chuyên nghiệp nhưng mà sử dụng bằng điện thoại. Và nhân đây team Nam Trịnh cũng muốn cảm ơn Kingcom Việt Nam đã gửi sản phẩm để team mình trải nghiệm và có cơ hội hướng dẫn các bạn khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, và hôm nay anh em mình vẫn sẽ quay chiếc xe máy Jolly Jumper của anh Lân. Thì động tác đầu tiên mà anh em mình thường sử dụng đó là một cái động tác dolly out. Và anh em lưu ý là khi mà mình quay bằng điện thoại này thì anh em phải nhớ khóa sáng lại. Mình sẽ bắt đầu cảnh quay dolly out bằng một cánh cận quay vào đây. Chúng ta sẽ có một cái điểm chốt. Mình sẽ đi lùi ra xa. 1, 2, 3. Thì cái động tác dolly out này nó tốt hơn cái động tác dolly in, là các bạn sẽ có thể lấy nét từ đầu là vào cái vật bạn muốn lấy nét. Bạn sẽ đi lùi ra xa, thì lúc về các bạn nếu muốn dolly in thì các bạn sẽ cần revert lại, tua ngược lại là xong. Thì chúng ta sẽ thiết lập được môi trường, đúng không? Giới thiệu được cái chủ thể của chúng ta là chiếc xe giữa cái môi trường là một cái bãi như thế này. Thì cái động tác mà dolly in hoặc dolly out này đối với các bạn mới thì sẽ dễ thực hiện hơn. Các bạn sẽ chỉ cần đi một đường thẳng, cái vật thể mà các bạn muốn quay thì nó sẽ nằm ở giữa của mình là được. Thì với cái chế độ lock mode này mình sẽ quay tiếp những cái chi tiết khác của xe. Tùy theo cái chủ thể của các bạn là có những cái chi tiết nào đẹp mà bạn muốn nhấn mạnh thì bạn sẽ quay vào nó. Ví dụ như là đèn xe này, ví dụ như là động cơ xe này, đúng không? Là dây xích này, là bánh xe này, thì chúng ta sẽ thực hiện tương tự như vậy. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng chế độ Pan Follow để quay những động tác Orbit, là tức là mình sẽ đi vòng cung đối với xe. Chúng ta sẽ đi vòng quanh cái xe nha các bạn, và cố gắng làm sao để giữ cho cái khoảng cách từ máy tới xe là không đổi. Thì nếu mình quay bằng điện thoại á, cái sensor nó nhỏ nên là cái hình ảnh của nó sẽ bắt buộc phải đủ sáng. Thì trong cái gimbal Jinjun Smooth 5S này nó có trang bị thêm cho mình hai cái đèn. Đây, cái đèn nằm trên thân của gimbal và một cái đèn lắp ở ngoài. Đây, lắp ở ngoài, tháo ra được. Lắp vào dễ dàng. Nó có thể lắp được ở phía bên này hoặc là phía bên này của cái cạp điện thoại. Chúng ta sẽ bật đèn thử đây nè. Đấy, thì nó sẽ sáng đây, hai cái. Tăng độ sáng lên nè. Đó. Thì mình đang quay là ngược sáng. Mình muốn cái vùng tối của mình được đầy đủ chi tiết để mình có thể quay bằng điện thoại á, thì hai cái đèn này hỗ trợ cho mình rất nhiều. Đây, chúng ta có thể để vào thì thấy đèn nó sẽ đánh vào những vùng như này, để nổi những chi tiết lên. Ví dụ chữ Honda này mình cũng có thể lấy được chi tiết rõ hơn. Những chi tiết này nó sẽ không bị noi, bị nhiễu nhiều.
với chế độ POV hay còn gọi là FPV này thì cái gimbal nó sẽ di chuyển theo cái tay của chúng ta và nó rất là đa dạng như kiểu chúng ta handheld vậy. Và cái góc quay nó rất là nhiều cái góc có thể biến đổi. Vì thế là trong cái quá trình dựng chúng ta cũng sẽ có những cái suộc nó ảo ma Canada hơn. Bình thường mình đi chế độ dolly thì mình sẽ đi thẳng vào, nhưng bây giờ mình sẽ đi hơi vòng cung hình xin đây. Một. Bởi vì cấu tạo của cái gimbal Smooth 5S này nó có các trục cấu tạo như những cái gimbal chuyên nghiệp, nên là chúng ta có thể dễ dàng thực hiện những cái nhiều cái góc máy khác nhau, lên cao xuống thấp, rất là linh hoạt. Bây giờ mình sẽ thực hiện một cảnh cuối, đó là cảnh fake drone shot. Đây, 1, 2, 3. Bây giờ thì chúng ta sẽ về nhà để cóp suộc ra và chống rung trên phần mềm Adobe After Effects. Sau đó dựng sẽ trên phần mềm Adobe Premiere. Nếu bạn nào chưa biết dựng thì anh Lân sẽ chỉ các bạn làm video này trong một clip sau. Bây giờ thì đi thôi. Jolly Champion.